đam mê thời trang, nhưng bạn chưa biết nên lựa chọn chuyên ngành thiết kế thời trang hay truyền thông và marketing thời trang. Là một sinh viên song ngành tại LCDF Hà Nội với trải nghiệm học hai ngành tại trường, mình mong những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có những định hướng rõ ràng hơn cho bản thân. Vậy sự khác nhau giữa thiết kế thời trang và truyền thông marketing thời trang là gì? Cùng tìm hiểu nhé! Thứ nhất, sự khác nhau trong tư duy sáng tạo. Sáng tạo trong thiết kế thời trang là quá trình lên ý tưởng về concept, kiểu dáng trang phục, màu sắc và các khâu xử lý kỹ thuật để tạo nên cấu trúc cho sản phẩm. Tư duy sáng tạo trong thiết kế phần lớn thiên về cấu trúc trang phục và tính dẫn hướng cho bộ sưu tập. Ngành thiết kế thời trang mang lại kiến thức về chất liệu vải, phụ kiện, kỹ năng vẽ minh họa và tất cả những nguyên liệu cần thiết để xây dựng bộ sưu tập. Tư duy sáng tạo trong marketing thời trang thiên về khía cạnh kinh doanh nhiều hơn. Nếu fashion design là làm sao để tạo nên một bộ sưu tập, thì fashion marketing sẽ giải quyết vấn đề làm sao để bộ sưu tập đó đến được với công chúng. Marketing chính là cách truyền tải và lan tỏa thông điệp cũng như giá trị nghệ thuật đến số đông một cách rõ ràng nhất. Làm sao để tiếp cận được đúng đối tượng mà bộ sưu tập đó hướng đến. Thứ hai, yếu tố cảm xúc và lý trí. Đối với fashion design, có lẽ chúng ta được nghe theo con tim nhiều hơn. Có thể thấy, mỗi nhà thiết kế đều có một phong cách của riêng mình, những cá tính rất đặc trưng và đôi khi là sức sáng tạo vô cùng bay bổng. Khi vẽ thiết kế, mình cảm thấy được thỏa sức nghe theo cái tôi cá nhân và không cần toan tính quá nhiều. Bởi sáng tạo trong thiết kế đôi khi đến từ những cảm hứng rất ngẫu nhiên, cần có cảm xúc cá nhân thì mới tạo nên được những ý tưởng đột phá. Một thiết kế có thể đi qua vài ba lần chỉnh sửa, nhưng để le lói những ý tưởng thú vị lúc ban đầu, ta cần lắng nghe bản thân và những điều mình thực sự hứng thú. Đối với fashion marketing, câu chuyện trở nên hoàn toàn khác khi xuất phát điểm nằm ở lý trí nhiều hơn. Lúc này, ta cần nương theo khách hàng và thị trường rất nhiều. Đôi khi, những thứ ta cho là đẹp chưa chắc đã là những thứ có thể tạo ra doanh thu. Trước đây, đọc những bài quảng cáo hay các bài viết trên mạng của nhiều thương hiệu, mình thực sự chẳng nghĩ gì nhiều. Mình chỉ đơn giản là thấy nó hay, thấy nó thú vị. Nhưng giờ mình nhận ra quá trình làm marketing cần có mục đích trong từng hành động, câu từ và hình ảnh. Cảm xúc của khách hàng chính là yếu tố cốt lõi để làm việc. Thứ ba, khác biệt về tư duy hình ảnh. Có thể thấy, portfolio boards của thiết kế thời trang như concept board, mood board, lineup board, fabric and color board thường được trình bày vô cùng sáng tạo và phóng khoáng. Ta thường choáng ngợp với các hiệu ứng đổ màu, cách làm layers cực bắt mắt của sinh viên thiết kế trong nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, marketing thời trang thiên về cách trình bày của magazine layout cân xứng, sạch sẽ, cụ thể như có khoảng trắng, ít chữ. Các yếu tố cân xứng, đối xứng, chỉ chọn những hình ảnh mạnh nhất, thậm chí chỉ 1 đến 2 hình ảnh một trang. Có tính tối giản, hiện đại và những yếu tố xa gần trong cách sắp xếp. Thứ tư, khác biệt về công cụ và nền tảng làm việc. Nếu sinh viên thiết kế luôn chìm đắm trong những không gian như phòng may, chậu vải và không thể thiếu các dụng cụ như ghim, kéo cắt vải, dress form, thước dây, giấy dập, bàn lá hơi, giấy vẽ, màu, thì sinh viên marketing thời trang lại không thể thiếu chiếc laptop với 1001 tabs và ứng dụng phục vụ cho quá trình nghiên cứu cũng như planning. Nền tảng hoạt động của sinh viên marketing bao gồm tất cả các nền tảng mạng xã hội và website chuyên môn. Vậy học marketing thời trang có nhàn hơn thiết kế vì sử dụng ít công cụ hơn và không phải may? Không hề, mình thấy cả hai ngành đều có những khó khăn riêng và không thể so sánh. Thứ năm, con đường sự nghiệp khác nhau. Có thể bạn phân vân không biết nên học ngành nào vì chưa rõ con đường sự nghiệp của mỗi ngành. Vậy chúng mình cùng tham khảo các vị trí nghề nghiệp sau đây nhé. Đầu tiên là con đường sự nghiệp của ngành fashion design. Bạn có thể trở thành nhà thiết kế thời trang, trợ lý nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế chất liệu, chuyên viên thiết kế dập, nhà diễn họa thời trang, quản lý sản xuất, nhà thiết kế phục trang hoặc nhà thiết kế trang sức. Thứ hai, con đường sự nghiệp dành cho ngành fashion marketing. Bạn có thể trở thành chuyên viên marketing thời trang, chuyên viên thu mua, giám đốc sáng tạo, chuyên viên trưng bày, phóng viên, biên tập viên hoặc nhà bình luận thời trang, blogger thời trang, quản lý thương hiệu hoặc stylist thời trang. Có thể nói, fashion design và fashion marketing vô cùng khác nhau về mặt tư duy cũng như quy trình làm việc. Nhưng nếu thiếu một trong hai, thương hiệu thời trang sẽ khó mà thành công bởi chúng có sự kết nối chặt chẽ và luôn song hành cùng nhau. Sự sáng tạo và yếu tố nghệ thuật của thiết kế là nền tảng để làm marketing và ngược lại. Tính thực tế và lý trí của marketing là yếu tố hoàn thiện các tác phẩm thiết kế. Vậy, bạn cảm thấy mình phù hợp với chuyên ngành nào hơn? Vậy làm thế nào để cân bằng nếu muốn lựa chọn cả hai? Thứ nhất, có trách nhiệm cao với bài tập được giao. Hai, sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý.
3. Coi bài tập như trải nghiệm và tìm cách áp dụng vào thực tế. Cuối cùng, học với tâm thế như đang được làm những điều mình thích. Muốn có câu trả lời, hãy trang bị cho bản thân mình những kiến thức nền để có thể hiểu rõ hơn về chuyên ngành mình yêu thích.